đối với bát nhã ba la mật đa những người này khi thì ưa nghe khi thì chẳng muốn nghe thọ hoặc khi thì vững vàng hoặc khi lui mất tâm họ lúc khinh lúc động tiến thối bất thường như cành bông vải theo gió lay chuyển phải biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này khi hướng đến đại thừa chưa bao lâu chưa gần gũi nhiều thiện tri thức chân chánh chưa cúng dường nhiều chư phật thế tôn chưa từng thọ trì đọc tụng biên chép tư duy giảng thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu chưa từng siêng năng tu học bát nhã ba